Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Trúc SG. Phía sau của Cường đây đó chính là một cái công trình biệt thự 2 tầng mái Nhật đã đang đi vào trong cái giai đoạn hoàn thiện nhé quý vị và các bạn nhé. Thì là phần thô đã xong rồi và hôm nay thì các bác thợ đang triển khai và làm cái phần vì kèo mái. Thì trong cái video ngày hôm nay thì là thứ nhất là mình xin phép là sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn tổng quan toàn bộ cái công trình lần này từ cái phần ngoài sân và trong không gian và lên tầng 2 cũng như là lên trên mái để xem các bác thợ triển khai cái mái công trình như nào và cách chia vì kèo ra sao. Mình sẽ quay một loạt luôn để cho các bạn dễ hình dung và hiểu được như quý vị các bạn nhé. Thì đây chính là cái công trình. Thì mặt tiền của công trình lần này đó là được 9,2m. Đây là cái phần mặt tiền là được 9,2m, còn phần này là được là 8m các bạn nhé, 8m một chút. Thì cái phần bên này là bên mình làm lõm lại để sau này cái hệ mái nó còn đua ra được, vì là phần bên hông này là giáp với lại công trình khác các bạn. Còn là phần sân này thì là bên mình đang để lại được khoảng tầm 7m. Về chiều cao của công trình là bằng 3,9m nhé các bạn nhé. Về hình thức thì các bạn có thể xem một cái hình ảnh về mô phỏng cái không gian của công trình lần này. Cứ xin mời các bạn hãy cùng Cường vào bên trong cái không gian. Khi mà bước chân vào trong cái không gian thì là cái phần này là phần thô thì là mình cũng bác thợ chưa hoàn thiện, nhưng đi vào bên trong thì cái phần sảnh này khá là rộng, là được 2,1m này. Đó, sâu được 2,1m và cái phần này nó sẽ rộng được khoảng tầm 4m. Thì chúng ta có một cái không gian ở đoạn này là cái không gian phòng khách. Đây ạ. Các bạn có thể thấy được rằng là với cái không gian phòng khách ở đây là đang được là 36m², tất cả một khoảng này là một cái không gian phòng khách, và thụt cái phần này lại nhé các bạn nhé. Đứng ở đây thì gió sẽ cực kỳ là chan hòa và rất là mát, không bị là cái hiện tượng là tán khí. Đó. Tiếp theo thì ở đây chúng ta có một cái ô cầu thang. Đó, đây chính là một cái ô cầu thang tẹo mình lên trên bậc. Còn ở đây chính là cái không gian bếp. Đây là cái khoảng không gian bếp cho công trình. Thì bếp của công trình là được là 18,9m. Đó, đây là được 18,9m. Thì các bạn có thể thấy được rằng là bếp nấu ở đoạn này thì sau này bên mình sẽ thiết kế và design một cái đoạn ở đoạn này là một cái tủ rượu như các bạn nhé, một cái tủ rượu, một cái tủ cao bằng này. Sau đó thì tránh hiện tượng là nhìn trực diện vào. Còn phần ở giữa đoạn này thì các bạn có thể bố trí một cái bàn tròn phía ở đằng này. Chúng ta có một cái phòng ngủ ở tầng 1. Thì phòng ngủ lần này được 18m², có một vệ sinh riêng ở đằng sau là 16m² các bạn nhé. Đây ạ. Các cái phòng này thì đều có ánh sáng hết nhé các bạn, đều có ánh sáng hết. Còn là cái lối ở đây thì là khi mà xây thô ấy, thì có một cái phần này đó, là để chúng ta để là một cái kho ở bên trong, nên là có một cái phần bê tông đổ ở đằng này đấy, đằng sau, thì tránh hiện tượng là cửa thụt vào và bị gió tán ra ngoài. Thế nên là cái phần này sẽ là phần vệ sinh này. Còn phần này thì chúng ta sẽ có một cái phòng vệ sinh nữa ở đằng sau, và ở đây thì sẽ bịt cửa kín và đi cửa ngách ra phía ở đằng sau nhé các bạn nhé. Đằng sau vẫn còn thừa khoảng tầm được 25 bậc nữa. Cường xin mời các bạn đang Cường lên trên tầng 2. Bước chân lên trên tầng 2 thì là cái số bậc mà bên mình đang để ở đây là bằng 25 bậc nha quý vị và các bạn nhé. 25 bậc, và toàn bộ cái phần bảng đoạn này thì là bên mình thiết kế là bảng vuông. Thì các bạn có thể thấy được rằng là như lúc nãy Cường có bảo chia sẻ với các bạn là cái phần bên này là giáp với đất nhà người khác, cái phần ô cửa này. Thế nên mình làm thụt cái phần này lại. Phần thụt cái phần này lại này. Đây là cái phần thô. Các bạn có cảm tưởng là khi mà mình bước chân lên cảm giác rất là nhẹ nhàng, và tất cả những khoảng không gian này thì là đều được bên HCG tính toán rất là kỹ. Thế nên là về số bậc thì sẽ chuẩn hóa về phong thủy và đi lại sẽ cực kỳ là nhẹ nhàng, không hề cảm giác bị mỏi chân. Đấy chính là về cái phần không gian. Còn lên trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có khoảng tầm 2 phòng ngủ, và có một cái không gian ở đây là một cái không gian phòng làm việc. Vì anh và chị đều là giáo viên cả, thế nên là cái khoảng không gian này sẽ là một cái khoảng không gian phòng làm việc rất là sáng. Và khi mà mình tới làm một cái công trình ấy, thiết kế một công trình ấy, thì là ngay từ những phần thô này thôi cũng đã rất là mát mẻ, và cảm giác gió luồn rất là tụ khí nhé các bạn ấy, không bị tán khí. Đó, rất là thoải mái luôn, nên là sau này chúng ta về phong thủy làm ăn sẽ rất là phát đạt. Còn ở phần này thì chúng ta có xây một cái ban công ở đây lên. Đó, chúng ta làm một cái ban công và làm một cái mái Nhật, mái chéo ở đoạn góc này phía bên dưới. Thì đấy chính là cái phần mái. Thì mình sẽ cập nhật cái tiến độ cái công trình lần này ở trên Mỹ Phú Sên Hà Nội để cho các bạn nắm bắt được. Ở khu vực này cũng có rất là nhiều nhà đang làm, tẹo nữa mình sẽ nói cho các bạn biết. Ở đây là chúng ta sẽ được thêm là
một phòng ngủ có ban công riêng. Đây các bạn có thể cùng Cường xem cái phòng ngủ này. Chúng ta sẽ có được một cái phòng ngủ này nữa nhé các bạn nhé, và có cái ban công riêng ở đây. Đó. Và phần bên này thì chúng ta lại có hai phòng ngủ. Thì trong này chúng ta có một cái phòng ngủ cũng có vệ sinh riêng. Đây là phòng ngủ con trai là có vệ sinh riêng, và cái phần này thì là ổ điện đi rồi đây. Ổ điện đi rồi. Ổ điện đi rồi nhé quý vị các bạn nhé. Thì là bên mình sẽ tính toán là cái phần này là sẽ cửa mở hai bên đầu hồi giường và nằm ở đây. Đó. Bên này là chúng ta sẽ kê tủ quần áo, thế nên là cái phần này chúng ta còn để lại là khoảng tầm 600. Một cái lưu ý nhỏ là khi mà xây thô các bạn nên để lại cái phần này khoảng 600 để tính toán để chúng ta mở cửa cho cái công trình. Còn đây chúng ta được một cái phòng vệ sinh. Đó. Thế thì đối với các cái dạng phòng vệ sinh này, và để cho các khoảng không gian mà đây là phần sàn này là chủ nhà đã cho hạ cốt xuống rồi các bạn nhé, và chúng ta trong cái chân vệ sinh chúng ta để cái ô lối lên ở trên này. Đó, nằm ở giữa là trên này để chúng ta đặt đồ nó dễ. Và đây mình sang bên này xong chúng ta lên trên mái để xem các bác thợ làm cái vị kèo như thế nào thì các bạn sẽ nắm bắt được ngay. Mình cũng chia sẻ về phòng ngủ nữa nhé các bạn nhé. Đây mình nói nốt cho nó nhanh. Ở đây thì chúng ta có thêm một cái phòng ngủ không có vệ sinh riêng mà đi vệ sinh chung ở đằng sau này. Cái hình 3D các bạn xem trên mạng trên cái ảnh mà mình chia sẻ. Thì đây là một phòng ngủ và đây là một cái phòng vệ sinh nữa mà, và giặt giũ thì ở đoạn này. Thì đấy chính là cái tổng quan của công trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên trên phần mái để xem là các bác thợ gia công và thi công cái phần mái Nhật của công trình lần này ra sao nhé quý vị các bạn nhé.